khốn nạn! Giấu em Bình ở đâu? Con không có biết, con không có đi chung với mình. Một trăm con mắt thấy tụi bay đi trốn với nhau mà tụi bay còn chối hả? Nó còn hoàn khăn cho mày nữa. Cả tháng này hai đứa bay âu yếm tình tứ với nhau quá ha. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào mày dám ngồi lên đầu của ba Duy này. Mày đâu? Dạ. Dạ. Lấy rồi ra cho tao. Dạ. Con mình ở đâu? Con mình ở đâu? Nói đi. Mày giấu con mình ở đâu? Nói ra để tao tác hợp cho hai đứa mày tội nguyện. Tôi không biết, nhưng cho dù tôi có biết tôi cũng không nói nữa. Tôi không để cậu làm hại em Bình nữa đâu. Khẩu khí ngông cuồng. Em Bình ở đâu? Thôi, em Bình ở đâu? Bất tử đi. Em Bình ở đâu? Em Bình ở đâu? Dạ bà chủ ơi, tôi xin bà ra bà can cậu ba đi bà, để cậu ba đánh một hồi thằng Lũ nó chết đó bà. Bà sao vậy? Bà ở trong nhà này lâu ngày mà bà không hiểu tánh khí thằng Duy hay sao? Nó bây giờ như là cái kho thuốc nổ á, đi ra có ngôn là bị quả lây á. Bà không thấy tôi đang lo hay sao mà còn khóc lóc van xin nữa? Con Bình ở đâu đâu? Con Bình ở đâu? Con Bình ở đâu? Ở đâu? Con Bình ở đâu? Hả? Cậu ba sắp cưới vợ rồi. Con khuyên cậu hãy buông tha cho em Bình đi. Em Bình! Bơ ba! Dạ.
Được, cây trôi nếu không làm mày sợ. Vậy thì tao sẽ đem cái chết để coi mày có sợ hay không. Lấy cái chạy ra đây cho tao. Mày chết hết rồi hả? Dạ. Dạ cậu ba. Dạ. Con Bình đang ở đâu? Lần cuối cùng con mình ở đâu? Con mình đang ở đâu? Bà biểu đứa nào đi mời thầy Bảy về bắt mạch cho thằng Lũ. Hình như cái bệnh phong xù của nó tái phát rồi đó. Đi nhanh lên. Dạ, dạ. Không có đi đâu hết. Dạ. Bà cứ đi cho tôi. Đi nhanh lên. Dạ. Đi theo má. Đi theo má mà. Đi nhanh lên. Lũ ơi. Lũ ơi. Dì Bảy. Tụi bay đi làm việc đi. Dạ. Dạ, dạ. Em xin lỗi. Không lẽ bây giờ tôi không được quyền đánh người ăn kẻ ở nữa hay sao? Má không cấm con đánh mắng người ăn kẻ ở, nhưng mà đánh á thì phải lấy roi mà đánh nó. Đằng này trời ơi, con người mà con lấy cái chày vô con đập vô đầu nó như đập đầu cá lóc vậy, con người nào mà chịu nổi? Nó không sống nổi thì nó chết. Cái thứ gian phu dám dụ dỗ vợ tôi hả? Chết 10 mạng nó cũng đáng lắm. Má tiếc gì cái mạng của nó, nhưng mà má lo đây là lo cho con đây nè. Lỡ như mà nó chết á, hiểu chưa? Thì con á, con sẽ bị phiền phức như là 3 năm về trước á. Bất quá tôi đi nước ngoài luôn. Trời đất ơi, đi nước ngoài thì dễ rồi, nhưng mà còn cái chuyện ngày cưới thì sao? Má không có muốn gì cái chuyện này mà lỡ vợ duyên nợ của con. Càng không muốn cho con sống vất da vất dưỡng, bơ vơ nơi xứ người như một kẻ tội phạm. Má hay quá ha. Tới cái giờ phút này mà má còn nghĩ được tới cái chuyện cưới xin nữa hả?
Chưa đầy một tháng nữa là tới ngày cưới rồi mà sao không nghỉ được? Má đi qua bên đó quỷ hôn đi. Cái gì? Không có cưới xin gì hết á. Trời đất, con giỡn với má hả? Tôi nói rõ ràng như vậy má chưa nghe hay sao? Trời ơi, thiệt tình mà. Má nói cho con biết, lần này má không nhân nhượng với con nữa đâu. Đám cưới sẽ diễn ra đúng ngày đúng tháng. Anh Lũ ơi, anh đừng có sao mà. Em xin lỗi anh Lũ ơi, Lũ ơi. Nếu không có chuyện gì, đừng có lại gần cậu ba. Là ăn quan của ba sáng một vòng tay, xé qua hàm ráng chịu. Dạ, em biết rồi. Thiệt đó, cậu ba quá đáng thiệt luôn á. Thấy không? Mười, mười một. Gán, gán, gán chút xíu. Anh cái gì? Dạ, không làm rồi để làm gì? Hả? Dạ. Mày cũng nói gì với con Minh? Dạ. Nói. Cậu ba, cậu ba. Cho anh nè. Để dành cho anh đó. Anh ăn đi. Trời ơi, xin với tôi bằng em. Ôi. Minh, Minh ơi. Minh. Ai đời để con trai tắm rửa cho hoài. Con không ngại, nhưng mà má ngại. Dì già rồi, nghe càng đau lòng. Em làm sao vậy? Đáng chạy đi em. Tôi thiệt là mình dụ với mợ bắt bắt được là mình sẽ chết đúng không? Lúc tôi nghe như vậy nói anh chưa có tin, nhưng bây giờ anh tin rồi. Trái lên mình. Nhưng mà ngon lắm. Anh đi cho nóng. Mà em lo chuyện như vậy, em làm sao dám thích hay không thích. Trời ơi, được nhiều cá quá à. Tại anh gái thủy thần nên thủy thần phù hộ, bởi vậy bữa nay dính to cá lớn không.